cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 3322 đến chương 3324. Âm âm, mặt đất rung chuyển, cả tòa cung điện lơ lửng đều lung lay sắp đổ. Cây thánh linh là cây thần được linh lực thuần túy và nguyên khí đất trời nuôi dưỡng, rễ của nó kết hợp với linh lực sau đó đâm sâu vào lòng đất, trọng lượng của nó không nhẹ hơn một ngọn núi là bao. Bên cạnh đó, cây thánh linh dùng linh lực làm thân cây, muốn lay động gốc rễ của nó từ bên ngoài dù là một đòn dốc hết sức của một vị kim đan thần phẩm cũng không thể làm được. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường muốn gây ra tổn thương thực chất cho cây thánh linh là cực kỳ khó. Trừ khi ngăn cách hoàn toàn nguồn linh lực và nguyên khí mà nó hấp thu thì mới có thể khiến cho cây thánh linh dần dần khô héo. Lúc này đây, trước cây thánh linh cao 100 mét, bóng dáng Diệp Thiên vô cùng bé nhỏ, có cảm giác như kiến càng rung cây. Nhưng một con kiến càng như anh lại dựa vào sức mình cứ như vậy nhổ cây thánh linh ra khỏi mặt đất. Một tấc, một thước, một trượng, tất cả cái nhìn chăm chú của đám người Ôn Thắng Nam, cây cổ thụ chọc trời bị Diệp Thiên nhổ bật gốc khiêng trên vai. Khoảnh khắc Diệp Thiên nhổ cả gốc cây thánh linh lên, trong đất có vô số khói đen nhỏ bé giống như ung nhọt mọc từ trong xương lượn lờ bay lên, lan dọc theo bàn chân của Diệp Thiên lên bắp đùi. Khí tức âm u tà ác ập vào mặt, anh em Kim Thị đứng phía sau đều cảm nhận được rõ ràng. Quả nhiên là gã thiên luân. Bị khói đen quấn quanh, vẻ mặt Diệp Thiên lạnh hẳn đi, lập tức di chuyển bàn chân tránh đi. Trong nháy mắt, đám khói đen ngoan cố đó bị sức mạnh to lớn đánh tan, rút lui vào trong lòng đất. Thần tử, đó là thứ gì chứ? Anh em Kim Thị vội vàng tiến lên hỏi Diệp Thiên. Chúng tôi phát hiện được dao động tà ác cực kỳ tinh thuần từ đám khói đen đó, không giống với người tu tiên tầm thường. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng nhìn theo hướng số khói đen đó lui về, nói ra: đó là ma khí, đúng là không phải là của người tu tiên, mà là sức mạnh của người tu ma chuyên tu. Chủ nhân của số ma khí này tên là Thiên Luân, bây giờ ông ta cũng đang ở trong di tích. Lúc nãy người phá hủy sự cân bằng linh lực của cung điện lơ lửng cũng là ông ta, không hề sai. Anh em Kim Thị ngạc nhiên đang định hỏi thì có một tiếng động lớn đột nhiên vang vọng, âm âm. Không gian trên đỉnh đầu thoát một cái đổ sụp, vô số vết nứt không gian lan tràn ra, mau chóng phủ đầy vùng đất nơi này. Mặt đất dưới chân anh cũng nứt ra theo, tan rã giống như mảng lục địa dịch chuyển, vách núi tảng đá xung quanh cũng nhanh chóng sụp đổ. Trong nháy mắt, cảnh đẹp hơn thật như thế ngoại đào nguyên ban đầu đã biến thành cảnh tượng như ngày tận thế. Đám người Ôn Thắng Nam đã không còn chỗ đặt chân, chỉ đành đồng loạt vận chuyển chân lực đứng lơ lửng giữa không trung. Nhưng bọn họ lại phát hiện ra mảnh đất này dường như có một luồng sức mạnh đang áp chế chân lực trong cơ thể bọn họ. Bọn họ duy trì trạng thái lơ lửng như bây giờ thậm chí còn rất khó. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vẫn chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Thần tử, tôi... Ôn Thắng Nam nhìn Diệp Thiên nhưng còn chưa kịp nói hết câu, chợt thấy Diệp Thiên đột nhiên ném cây thánh linh từ trên đỉnh đầu đến chỗ anh em Kim Thị. Anh em Kim Thị thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt. Cho dù là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh bình thường cũng không thể lay chuyển cây thánh linh, ba người bọn họ làm sao chịu nổi đây. Nhưng lúc này trước mặt chí bảo, ba người vẫn vội vàng điều động chân lực chuẩn bị hợp sức đón lấy cây thánh linh. Ba người đồng thời chạm tay vào cây thánh linh, nhưng sức mạnh khổng lồ như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, ngược lại bọn họ lại dễ dàng đón lấy. Khi cây thánh linh này kết hợp linh lực và nguyên khí cắm rễ vào trong lòng đất, với sức mạnh của các ông đúng là không thể lay chuyển. Nhưng sau khi tôi nhổ gốc đó ra, không còn sự gia trì từ linh lực và nguyên khí, nó chỉ có cân nặng của một gốc cây bình thường mà thôi. Giọng nói của Diệp Thiên vang lên, anh quay sang nhìn Ôn Thắng Nam. Thắng Nam, bây giờ tôi sẽ mở một con đường không gian, mọi người hãy lập tức rời khỏi không gian này. Sau khi ra ngoài thì đừng quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Các cô hãy đưa ba vị trưởng lão Kim Thị về tổng bộ Hiên Viên Điện, trồng cây thánh linh vào đất trở lại.
vậy mới có thể đảm bảo rễ cây thánh linh không bị tổn hại. Nhớ rõ, trước khi tôi quay lại, bất cứ ai trong Hiên Viên Điện cũng không được rời khỏi tổng bộ. Ai làm trái sẽ xử theo môn quy. Nói xong, Diệp Thiên vung tay lên, mở ra một lối đi không gian đủ cho hai người đi qua giữa không trung, có thể giúp mọi người an toàn rời khỏi không gian độc lập này. Anh em Kim Thị nghe thấy vậy thì xuất ra nhẫn không gian, thu cây thánh linh vào trong nhẫn rồi đeo vào ngón tay. Sau đó, Kim Lão Đại nhìn sang Diệp Thiên thì quay nói: "Thần tử, cậu không rời đi cùng chúng tôi hay sao?" Hai mắt Diệp Thiên lóe sáng: "Mọi người cứ đi trước, tôi vẫn còn một chuyện chưa làm xong." Đương nhiên, Ôn Thắng Nam biết Diệp Thiên đang nói tới chuyện gì. Đôi mắt cô ta lóe lên, lo lắng hỏi: "Vậy chúng tôi ở lại giúp cậu nhé?" "Không cần đâu." Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu. Sự cân bằng linh lực ở đây đã bị phá hoại. Hơn nữa, tôi cảm nhận được ở sâu trong lòng đất, căn cơ của độc tiên này cũng đang bị phá hoại lung lay. Đến lúc đó, không chỉ có công điện lơ lửng, ngay cả không gian độc lập mà mộ chủ Bắc Hoang tạo ra cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nếu bây giờ mọi người không rời đi, muộn một chút nữa thì sẽ bị cuốn vào dòng chảy rối do không gian sụp đổ sinh ra. Cái gì? Mọi người vừa nghe thấy như vậy đều kinh hãi. Cả không gian đều sẽ sụp đổ. Đây là cái khái niệm gì chứ? Bọn họ không thể tưởng tượng được lúc này rốt cục sâu trong lòng đất có tòa cung điện lơ lửng đang xảy ra điều gì mà lại khiến cả không gian phải sụp đổ. Ngay đến đó, Ôn Thắng Nam lo lắng hỏi Diệp Thiên: "Thần tử, nếu không gian sụp đổ sẽ sinh ra dòng chảy rối. Đến lúc đó, chẳng phải là cậu cũng sẽ bị cuốn vào trong dòng chảy rối hay sao?" Những người khác cũng dồn ánh mắt nhìn về phía anh, đều tỏ vẻ quan tâm. Nhưng với việc này, Diệp Thiên chỉ cười mà thoải mái, xua tay với mọi người: "Không cần lo đâu, chút dòng chảy rối không gian này tôi không để vào trong mắt. Mau đi đi, nếu chậm mấy bước nữa, cho dù là tôi cũng không dám đảm bảo sự an toàn của các cô." Nói xong, anh đẩy tay ra, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đưa đám người Ôn Thắng Nam tiến vào con đường không gian. Anh em Kim Thị thấy vậy cũng không do dự nữa, lần lượt bước vào con đường không gian. Đám người Ôn Thắng Nam không đi ngay mà đứng trong con đường không gian. Hai người một hàng đồng thời chắp tay cúi người trước Diệp Thiên, giọng điệu hùng hồn: "Chúng tôi ở tổng bộ đợi thần tử trở về." Nói xong, bọn họ mới quay người chạy về phía cuối con đường. Ba anh em Kim Thị đuổi sát theo phía sau bọn họ như bóng với hình. Một nhóm 13 người chưa tới 3 phút đã ra khỏi con đường không gian, xuất hiện ở phía trên một vùng đất sao đi. Đó là một thảm cỏ phồn hoa, xung quanh tràn ngập tiếng chim hót, hoa hương hoa thơm, khác hẳn với lối vào cung điện lơ lửng trước đó. Rõ ràng khi Diệp Thiên xây dựng lối đi không gian, đã đặt lối ra của con đường không gian cách xa lối vào di tích, tránh cho đám người Ôn Thắng Nam bị kẻ mang ý đồ xấu nhắm đến. Lối đi không gian phía sau chậm rãi đóng lại. Đám người Ôn Thắng Nam đều lưu luyến ngoái nhìn, hồi lâu không muốn di chuyển bước chân. Khoảnh khắc rời khỏi di tích đổ sụp, trong lòng mọi người đều có cảm thấy như đã mất đi thứ gì đó quan trọng nhất, trở nên trống rỗng. "Không cần quá lo lắng đâu." Kim Lão Đại thấy bọn họ lo lắng, lập tức an ủi: "Năng lực của thần tử vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cậu ấy nhất định sẽ thuận lợi trở về tổng bộ. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm theo chỉ thị của cậu ấy, vậy là đủ rồi." Theo bọn họ thấy, dòng chảy rối sinh ra sau khi không gian đổ sụp quả thực rất hung hiểm. Nhưng đối với Diệp Thiên, có đạo thể trường sinh mà nói, không phải là mối đe dọa gì quá lớn. Mặc dù đám người Ôn Thắng Nam vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ tới lời Diệp Thiên nói, bọn họ điều chỉnh lại tâm trạng, đưa ba anh em Kim Thị cùng về tổng bộ Hiên Viên Điện. Trong cung điện lơ lửng đổ sụp với tốc độ rất nhanh, vô số mảnh đá vụn bắn ra tứ phía. Diệp Thiên lại không hề quan tâm, hai mắt anh nhìn chằm chằm dưới mặt đất. "Chấm dứt mọi chuyện ở đây đi." Giọng nói anh nhàn nhạt vang lên. Giây lát sau, anh đổ người xuống, hóa thành một đường cầu vòng lao thẳng đến mặt đất, đi sâu vào trong lòng đất.